Ôi lên. Chào các bạn nha. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình đã quay lại một cái điểm câu thì khá là lâu các bạn. Thì cái điểm câu này hồi xưa giờ là mấy anh em mình đã ra đây câu một lần đó. Nhưng mà khoảng một năm rồi mấy anh em lên mới ra đây. Thì hy vọng ngày hôm nay sẽ có cá để quay cho các bạn xem nha, để các bạn cùng theo dõi chuyến đi câu của ba anh em mình trong ngày hôm nay như thế nào nha. Bây giờ Lê sẽ câu thử có vạt như thế nào vậy. Đó, đây là con tôm. Con tôm nhỏ nhỏ thôi, nên mua tôm nhỏ. Để câu thử nha. Đó, để câu thử có cá vạt không. Rồi đó thôi. Lên lên. Con lốt to. Lốt. Ôi giời này. Dễ gắt rồi. Đợi đợi.
Đó này. Mình chất nhất lắm. Ủa xây à? Ô to. Ô to. Giỏi. Hòn đấy mà nè. Đi đây. Sơn. Có sơn. Lên đây 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 đây. Ba câu nữa nè. Lấy, 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 lấy. Chặt lấy, cầu lấy. Lấy, 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 lấy. Ủa. Đây. Chặt nó đi. Hey, còn một bộ. Đây. Đây nè. Quên luôn. Ăn bo câu chỉ được hai câu mà. Đó, ủa.